Và thưa quý vị, ngày hôm nay Trọng Phúc mời quý vị cùng với Trọng Phúc bước vào cái vòng thi vua đầu bếp sơ tuyển đợt 3. Và ngày hôm nay với những cái món ăn thật là hấp dẫn, như quý vị được thấy, như quý vị thấy những cái món ăn như là bánh chuối hương dừa, tiết trắng vùng quê ngoại, nụ hôn đầu đời, ngũ sắc liên hoa, những món ăn nghe cái tên đã thấy là hấp dẫn rồi. Nhưng quý vị thấy trên màn hình của chúng ta ngày hôm nay thì những món ăn được trình bày rất là công phu, đẹp. Và Trọng Phúc cũng xin được giới thiệu hai vị giám khảo ngày hôm nay. Thứ nhất là chị Minh, một người chị đã sát cánh cùng với cộng đồng Việt Nam Arizona trong thời gian qua, và chị rất là giỏi về những cái món ăn của mình. Trọng Phúc đã có cơ hội được tới thưởng thức những món ăn của chị, thật là tuyệt vời. Và người thứ hai của chúng ta được mời trong ban giám khảo ngày hôm nay là cô Thanh, cựu chủ nhân của phở Avinam. Cô cũng đã trên 30 năm kinh nghiệm trong ngành nấu nướng, và cô ngày hôm nay cũng được hân hạnh được mời cô đến làm ban giám khảo ngày hôm nay. Và mời hai cô có thể cho biết cái cảm giác của mình khi mà mình coi các thí sinh chấm thi ngày hôm nay. Dạ, mời chị Minh. Những cái món ăn đây là bày biện rất là đẹp và có thể là rất là công phu và tỉ mỉ. Thí dụ như cái món này là món gì đây? Ngũ sắc liên hoa. Rất là đẹp, đúng là ngũ sắc. Có thể là năm màu nếu mà cào, nếu mình đếm là năm màu. Và mình đang thử cái món này thì mình rất là ưng ý vì nó có cái độ giòn của nó. Và cái nước mắm của nó cũng rất là ngon, là vừa ăn. Cái độ chua nó cũng phải là vừa, nó cũng là vừa. Thì cái bày biện rất là nhìn hấp dẫn. Và những cái món bánh cuốn cũng rất là ngon. Rồi cái món đu đủ này cũng vậy. Mình đang mới tới đây thôi. Dạ. Cảm ơn chị Minh. Và mời cô Thanh, cô có cái cảm giác như thế nào trong cái phòng thi này? Dạ. Rất là đẹp. Đầu tiên là cô thấy trang trí rất là đẹp. Mà nếu bình thường không thể nào mình cắt một cái hoa rất là quá là công phu. Như là bánh ướt, nó giòn mà nó trong, ăn rất là ngon. Nước mắm chấm vô rất là vừa miệng. Rồi tới gỏi, gỏi đu đủ là tình yêu trọn vẹn. Làm quá ngon. Rồi tới cái món này thì cô chưa có thử nhưng mà thấy rất là đẹp rồi. Quá đẹp. Những cái món tới thì chưa có tới. Nhưng cái món này cô không biết có thể thử được hay không? Dạ vâng, mình được, sẽ rất thử. Là thật. Dạ. Lấy cái dao ha. Mà nghe nói là cái thạch này là thạch mặn chứ không phải là thạch ngọt. Thành ra nó cũng rất là lạ. Thì hy vọng là ngày hôm nay bạn nhân cũng sẽ là một cái những cái khó khăn cho ban giám khảo có thể chọn ra những người thắng cuộc bước vào vòng bán kết. Và một lần nữa Trọng Phúc cảm ơn hai vị ban giám khảo đã hỗ trợ trong ngày hôm nay, và Trọng Phúc cũng sẽ cùng đồng hành với hai vị giám khảo và chấm thi để ăn thi cho người chấm thi. Vâng, thì đó quý vị, cùng với Trọng Phúc, cái món đầu tiên của mình ở bên này là ngũ vị hương. Đủ nhiều cái món ăn và có mình thử nha. Nhớ là Trọng Phúc chỉ thử thôi chứ Trọng Phúc không có chấm, cho nên quý vị quý vị đừng có ngại. Mà cô thầy nấu đây là nước mắm rất ngon. Nước mắm nào mình được vừa ăn quá. Tuyệt vời quý vị ơi. Vừa ăn không có mặn cũng không có ngọt mà có độ. Cái món thứ hai là cuốn theo chiều gió, bánh cuốn nên cuốn theo chiều gió luôn. Trình bày thì rất là đẹp rồi. Cho anh Trọng Phúc thử có cái ở tiểu bang mình mà cũng chịu khó làm bánh cuốn là cũng hay. Thank you.
Và thưa quý vị, giờ này thì phần chấm thi đã xong. Tuy nhiên thì Trọng Phúc muốn nhân cơ hội này thì hỏi chị Minh, giám khảo thứ nhất, về những cái món ăn chị chấm. Thì chị có thể chọn dùng cho Trọng Phúc hai cái món ăn mà chị ưng ý nhất trong cái ngày hôm nay. Và chị có thể cho biết là cái lý do nào chị chọn hai món này. Để tiếp theo lời của Trọng Phúc á, thì ngày hôm nay món nào nhìn cũng đẹp hết, món nào cũng ngon hết, và nhìn rất là healthy, nhìn rất là gọi như là sạch sẽ và giống như là family làm, là nhà là homemade, ra đời là nhà hàng làm. Nhưng mà trong những cái món này thì đặc biệt là mình lưu ý tới được hai món mà mình nghĩ rằng là mình có thể thích hơn, thích nhất. Là thứ nhất là cái món ngũ sắc liên hoa. Thì cái này đúng là nó có ngũ sắc, nó có năm màu, và cái phía trong của nó là gỏi ngó sen mà nó làm dưa leo, rất là ngon, rất là giòn và cái vị rất là vừa. Nếu mà mình không ăn nước mắm cũng được, và chút xíu nước mắm vô cũng được, tức là nó không có làm make different nhiều. Mình đã chỉ nghĩ là món này đẹp và ngon, và công phu là làm khắc, làm hoa, làm đồ rất là công phu, và mỗi cái hoa như vậy nó cột lại ở dưới để giữ được cái độ của nó rất là ngon. Thành ra là mình thấy mình rất là thích cái món này. Và cái món thứ hai mình thích á là cái món bánh cuốn. Cái món bánh cuốn á, tại sao mình thích? Bởi vì á, mình nhìn đây á thì cái bột nó rất là trong, giống như là mình không biết là có đặt ở ngoài hay không, hay là homemade hay không, nhưng mà rất là thành công. Để trang hoàng cũng rất là đẹp, rất là đơn giản và rất là đẹp, giống như là một cái hòn đảo ở giữa, một cái island ở giữa, và cuốn theo chiều gió, giống như đã nói là như vậy. Và cái nước mắm cũng vậy, đi vào rất là ngon. Tại đây là mà mình thấy là đây là món thứ hai mà mình thích, tại vì mình cho nó là món khó, bởi vì món bánh cuốn nhìn thì dễ nhưng mà làm thì không dễ. Làm để mà cho nó được độ dẻo và độ trong thì nó là không dễ. Thành ra là tại sao mình cho nó là một cái món mà cũng là thuộc là khó để mà làm, để mà thành công. Dạ, đó là hai món như vậy. Vâng, cảm ơn chị Minh, giám khảo thứ nhất của chương trình. Và giờ này xin mời quý vị cùng chào đón giám khảo thứ hai là cô Thanh, chủ nhân của phở Avina. Chào cô có thể cho Trọng Phúc cũng như quý khán giả sẽ coi trong cái chương trình ngày hôm nay của mình, thì trong những cái món thi, dĩ nhiên là như chị Minh có nói là các món ăn đều rất là ngon, rất là hấp dẫn, rất là khó. Tuy nhiên thì để chọn ra hai cái món ăn mà theo cô thì món ăn mà cô thấy là thích nhất trong các trong cuộc thi ngày hôm nay, thì thưa cô là món gì? Thực nhất là cô rất là tán phục phụ nữ Elvina, mình làm những cái món rất là đẹp, nhìn thấy là đẹp mắt liền, cô thấy thích liền. Nhưng mà món thứ nhất mà cô thích nhất đó là cái món này, tại vì rất là công phu. Mỗi cành hoa là mình tỉa ra rất là lâu lắm mới được xong một cái, mà rất là nhiều cái và đủ màu gì, mà trong đó là gỏi thì nước mà chấm với nước mắm, ôi quá tuyệt, nó vừa giòn vừa ngon, rất là tuyệt. Và cái tô này, cái phần này là cô ưng ý nhất. Đẹp quá, vừa đẹp và vừa ngon. Đó. Rồi tới cái món gỏi thì cô cũng thích lắm, nhưng mà thích kế đó là cái món bánh cuốn. Bây giờ bánh cuốn theo chiều gió đó. Nó trang trí rất đơn giản như chị Sương, như vậy mình đã nói, nhưng mà nó vừa trong vừa giòn lại vừa dai, nó rất là ngon. Còn nếu mình để một miếng chả lụa với nước mắm lên ăn, quá hấp dẫn, tuyệt vời, quá hấp dẫn, hấp dẫn. Hồi nãy khi mà nói chuyện sơ ngoài lề đó, thì chị Minh có nói là nếu mà cho xin số điện thoại của thí sinh này để đặt bánh cuốn. Mà nói chung là món nào cũng đẹp, món nào cũng là ưng ý lắm. Nhưng mà hai món mà xuất sắc nhất là món đó. Rồi, món này, món thứ ba là món này. Cảm ơn cô Thanh. Như vậy thì chúng ta thấy là hai vị giám khảo để cùng gọi là đồng tư tưởng với nhau chọn hai cái món rất là đẹp, rất là ngon, và nước chấm cũng ngon, phải không thưa hai cô? Trên đó lý do ngày hôm nay thì hiện giờ mình đã biết là hai cái món này đã được vừa lòng của ban giám khảo. Tuy nhiên còn những cái món kế tiếp là món nào thì tí nữa đây khi mà tuyên bố kết quả thì quý vị sẽ được biết, và hẹn gặp lại quý vị trong phần tuyên bố kết quả. Thưa quý vị, cái phần mà sau khi mà công bố kết quả, năm thí sinh của ngày hôm nay sẽ bước vào vòng bán kết. Và năm thí sinh bước vào vòng bán kết sẽ cùng chung với 10 thí sinh của đợt 1 và đợt 2
các thí sinh xin chú ý là khi chúng ta bước vào vòng bán kết á, là quý vị sẽ thi tại chỗ, sẽ nấu tại chỗ. Trên đó lý do chúng ta sẽ bốc thăm trong ngày hôm nay luôn. Và giờ này ban giám khảo sẽ có đôi lời giới thiệu từng món ăn một, cách chấm của mình ngắn gọn mỗi món ăn. Các vị giám khảo sẽ chỉ có 10 giây để mà nói về cái món ăn đó. Trên các thí sinh mình lắng nghe nha. Trước hết thì mời giám khảo thứ nhất là chị Minh sẽ nói về món ăn đầu tiên là cái món ngũ vị hương. Quý vị phải im lặng, quý vị phải nghe được tiếng oanh vàng thỏ thẻ. Hôm nay á, là nói chung là lần đầu tiên mình đến với lại câu lạc bộ mà mình rất là gọi là impressed, tức là rất là thán phục. Và tất cả những anh chị mà đã bỏ công sức ở đây cũng giống như là những anh chị em đã tới đây đem những món ăn nhìn thật là đẹp, thật là tuyệt vời và màu sắc, cái gì cũng đẹp cả. Thì mình có nhiệm vụ của mình sẽ nói món đầu tiên là món ngũ vị hương. Cái món này cũng rất là đặc biệt, là làm bằng cái loại núi đô của Đại Hà. Thấy không chị? Dạ, rất là ngon, rất là ngon. Dạ vâng. Và món thứ hai là cuốn theo chiều gió. Mời giám khảo thứ hai. Cô Thanh. Em muốn món cuốn theo chiều gió rất là ngon, vừa trong mà vừa giòn, trang trí rất là đẹp. Cái món này là mình ăn ý nhất. Cảm ơn giám khảo. Và cái món thứ ba là băng đảo tình yêu. Mời giám khảo thứ nhất của mình. Băng đảo tình yêu với người đẹp màu đỏ. Nhìn rất là hay. Lần đầu tiên mình thấy cái này, nấm đông cô mà ẩn là nằm trong cái thật. Rất là đẹp. Dạ, rất là đẹp và rất là hay. Dạ, thưa chị. Chị thử nói qua. Dạ vâng, và món thứ tư kế tiếp là tình yêu trọn vẹn. Xin mời giám khảo thứ hai. Đủ hoa ngũ sắc, rất là đẹp. Cái món này nếu mà con nước thăm vào rất là tuyệt, rất là ngon. Và món kế tiếp, ngũ sắc liên hoa, mời giám khảo thứ nhất. Ngũ là gì? Mình tưởng ngủ là ngủ. Thành ra cái này rất là ngon, ăn xong rồi ngủ luôn. Cái trong á, nó là gỏi ngó sen rất là giòn. Và cái design, màu sắc rất là hài hòa. Và cách làm tỉa hoa rất là khéo léo và rất là công phu. Cứ mỗi cái hoa này là được, coi như là nó giữ được cái nụ hoa đẹp. Cũng vì, xin lỗi nhé, cũng vì có thêm một cái vòng hoa trắng nằm ở dưới này. Làm ra rất là công phu, rất là tỉ mỉ. Bao lâu chị làm món này vậy? Oh, it takes almost 5-6 hours. Oh yeah. My God! Just for this, all this. Oh, yeah. I will send you go to the nail salon. Who's volunteer? And Phượng will do that. Oh, okay. And then chị này sẽ làm for your skin care. Oh, yeah. Wow. Yeah. Thank you. Yeah. And then you tell your husband to pay for that. Dạ vâng, và món kế tiếp là nụ hôn đầu đời. Xin mời cô Thanh. Rất là dễ thương. Mà cái món này đẹp nhất là cái nho làm ở trong cái rất là công phu, rất tỉ mỉ, rất là đẹp. Món này nhìn thấy là đơn giản nhưng mà công phu nó rất đẹp lắm. Cái này là nụ hôn đầu đời này có nghĩa là hai con nhím này thương nhau cả đời. Thì thật ra đó là cái công phu là vợ của cháu, dạ, đó, bỏ hết công phu, chồng chỉ được hưởng thôi. Cái đó là cháu nói thiệt, dạ, công phu của bà xã rất là nhiều. Dạ vâng, và món kế tiếp, quê trắng miền quê ngoại. Mời chị Minh. Cái món này là bảo đảm ăn vô là khỏe, vì nó là sâm bảo lực. Nhìn vô là thấy là nhãn nhục nè, rồi khé nè, rồi cộng thêm là mấy cái decoration này rất là đẹp, rất là đẹp. Dạ. Và món cuối cùng của thí sinh là bánh chuối hương dừa. Nhớ tới quê hương của mình. Mặt đơn sơ nhớ tới nhà. Và mời Má Xuân. Mời Má Xuân đại diện ban tổ chức gửi tặng cái món quà cho 5 người trúng giải. Và 5 quý vị này sau khi mà xong rồi đó thì chúng ta sẽ ở lại đây để chúng ta cùng bốc thăm và chụp hình chung với các thí sinh đạt giải trong 2 đợt trước.
Và thứ nhất, dạ, xin mời chị Minh giám khảo một công bố kết quả của người đạt giải cao nhất của ngày hôm nay. Qua cái sự thỏa thuận của chị Thanh và mình ở đây cũng giống như là của chồng Phúc, thì ban giám khảo đưa đến một quyết định là chọn ra món nào cũng đẹp cả, nhưng mà ngày hôm nay vì mình chỉ có cơ hội là chọn được 5 món thôi, cho nên là những chị em nào mà chưa được vào ngày hôm nay sẽ cố gắng tranh thủ cho ngày hôm nay. Ok, lại nào, thì cái món xuất sắc ngày hôm nay nhất đó là mình chọn đó là cái món ngũ sắc kim hoa, là cái món này. Chị chỉ và mời mời má Xuân cố vấn của hội phụ nữ sẽ trao tặng cái món quà cho thí sinh. Cái giải thứ hai, cái người đạt giải thứ hai, xin mời cô Thanh. Thứ hai là cái món cuốn theo chiều gió. Rất là giòn, rất là cuốn theo chiều gió. Dạ, ta giám khảo cuốn theo chiều gió, trời nghe cái tên là hấp dẫn. Xin mời má Xuân gửi tặng. Cuốn theo chiều gió. Chúc em nhiều may mắn. Thank you. Và cái người có số điểm cao thứ ba, xin mời cô chị Minh. Gọi đu rượu. Coi như là mình đang là trong cái sự nóng của Phoenix. Nhưng mà đây là những cái món gỏi, là những cái món mà rất là xuất sắc. Vì mình ăn vào mình cảm thấy người mình nó mát và nó ngon. Chị ha, cái món này đặc biệt đó là anh chị em nào ăn thử không cần nước mắm vẫn ngon, mà bỏ vào nước mắm vào vẫn ngon như thường. Đấy, dạ, dạ. Đây là món quà tình yêu trọn vẹn. Dạ. Và cái người có số điểm cao số 4, xin mời cô Thanh. Mì xào. Chúng ta mì xào, mì xào. Nấu hôn rồi à? Mày có thấy gì đó? Nấu hôn rồi. Nói không đúng tên là không. Mời bác Xuân. Không đường đời nếu mà không đường đời. Chúc tâm dương. Chúc tâm dương. Mày mang nấu hôn đầu đời. Đây món nấu hôn đầu đời. Dạ vâng, thưa quý vị, như ban giám khảo đã nói, các món ăn rất là ngon, rất là gọi là homemade, rất là clean và rất là khó chấm. Tuy nhiên vì phải chọn chỉ có 5 người bước vào vòng bán kết, cho nên lần này thì ban giám khảo phải đánh đo rất là nhiều khi quyết định người thứ 5 bước vào vòng bán kết. Xin mời chị Minh. Bây giờ lâu quá, mình lâu quá. Cô đi lần nhé. Đây là cái món mà rất là ngon. Dạ, cái món này em rất là thích. Mà thường em hay làm lắm, bên kia em cũng có làm, nhưng mà em làm là cho có đậu hũ vào. À, hôm nay cái này là có thịt nên rất là ngon. Thank you chị. Dạ. Dạ. Món ngũ vị hương. Ngũ vị hương. Thì đại diện cho ban tổ chức cũng như hội phụ nữ có một cái món quà gửi tặng cho một người đặc biệt, đó là chị Hai, cố vấn của hội phụ nữ. Xin mời quý vị một tràng vỗ tay cho má Thanh Xuân. Chị Hai, má Hai. Chị Hai, chị Hai. Xin mời cô tổng thư ký, tổng thư ký của hội phụ nữ. Tụi con á, không có cái gì để đáp lại tấm chân tình của má. À, người đã đầu cho hội phụ nữ là từ tinh thần lẫn vật chất, nên là hôm nay thì con có món quà này, hy vọng là má Xuân sẽ giữ mang theo suốt cả cuộc đời. Trời, món quà gì mở ra má Xuân? Món quà gì chứ ơi, món quà gì mà mở ra suốt cả cuộc đời như vậy má? Wow. Wow. Rồi, ngồi đứng. Đó, giúp chị mấy bạn. Em biết nói gì hơn ngoài hai câu cảm ơn các con. Vô.
Dạ, mời bạn giám khảo đến hình chung với các thí sinh luôn. Sống cho cuộc đời, cất đi hát cho một người, có mặt biết soi nụ cười, tuy như cánh hoa tình ái đã bị nói yêu một lần. Sẽ tiếc nỗi ân tình này, sẽ thấy nhớ mong từng ngày, như khi tiễn nhau lần cuối. Từ là một thời để yêu, ưu trong bóng đêm lẻ loi, ưu cho bao nỗi đắng cay, ưu cho quên từng ngày tháng. Từng là một lần được mơ, ưu trong bóng đêm lẻ loi, có những chiếc lâu ua rơi, bờ trời vơi bờ trời tôi. Để giờ mà ai kỳ post, tớ sớ chú nô pha, tớ xin khai tớ lạc pha, mong thế để lờ pha, in bờ khai sâu nẹt pha, sơ sơ lý đốc lì ê, ưu chi bóng chú cơ pha, tớ dây tớ sơ vơ pha. Kính thưa quý vị, cô ấy sẽ hát một bài nhạc Pháp nữa. Thì đó là bài rất là quen thuộc trong cái phim Long Story, nhưng mà đi hát bằng tiếng Pháp thôi. Honest à dame, pour ce que je devais prendre le dessus. On ne prend y'a demain en son âme. Et qu'on est là, tu fais de l'arrivée. Le reste sa vie. Honest à dame. Ô tu tu, le mot tu je semble propre. Tu ne vois pas, il ne faut pas non mon âme. Et on est là, tu fais de l'arrivée. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne me dis pas Dieu. Dis-moi, je t'aime, et que dans tes bras, es-tu pour moi, en son soleil, et quand dans son peuple, pour moi, ton nom, que ma fille là. En disant d'amour, au bon Dieu, le mot toujours semble être au cours. Tu ne vois pas, il ne faut pas non mon amour. Et qu'on est là, tu fais de l'arrivée. Ne pleure pas. Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ. Ôi biết nỗi gì cuộc tình lớn quá. Chuyện tình đã nhớ thì cũng như là biển giờ trắng xóa. Cuộc tình quý giá như những ngọc ngà nàng dành cho ta. Ôi biết nỗi gì với một lời quý mến mà nàng nói đến khi bước chân vào cuộc tình thứ nhất. Cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn. Vì nàng đã hiến từ cánh tay mềm nghìn để quyến luyến. Lòng ta đầy kín, lòng ta đầy kín là muôn nghìn chỉ điều đường. Câu hát thần tiên và những mộng huyền mênh mang. Đầy kín hồn hoang mà má tìm duyên yêu thương từ cơn bão sóng để lẽ đã tan ta đã được này làm gì còn tiếng than nắm đôi tay thiên thần đi suốt mùa xuân sẽ còn được biết mấy một đời luyến ái yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn.
thật là khó đoán, nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết. Loài người có chuyến, sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt. Em gần gần ta, all this the demo, all this the demo. Je t'aime toujours, je t'aime toujours. All this the demo, all this the demo, all this the demo.